Chào các bạn, hôm nay thầy sẽ cho các em trải nghiệm hình thành bất đẳng thức định lý sin trong tam giác. Trải nghiệm để hình thành định lý sin trong tam giác. Đấy. Bây giờ ta sẽ cái tam giác bất kỳ, tam giác ABC chẳng hạn như thế. Tam giác mà có góc A nhọn chẳng hạn. Đấy. Đấy, các bạn phải vẽ đường tròn như vậy. Đấy, vẽ như vậy, như thế này. Đấy, đây là A, đây là B, đây là C. Đường tròn này bán kính R. Đó, bây giờ ta lấy cái đường kính BM. Thì lúc này ta sẽ có cái tam giác này. Thì có góc A và góc M này bằng nhau các bạn này. Và tam giác BMC này là vuông, chặn nửa đường tròn. Và BM bằng 2R. Thì lúc này ta sẽ có sin M, sin của góc BMC thì sẽ bằng, đấy là cụ thể là sin A đấy, vì hai góc này bằng nhau. Thì nó sẽ bằng gì? Đổi trên huyền, tức là bằng BC trên huyền là BM. Đó. Vậy ta có sin A là bằng BC. BC là A trên BM là 2R. Vậy từ đây ta sẽ có một cái tỷ số là A trên sin A. Đấy. Thì sẽ bằng 2R. Đấy, nên kết quả mới các bạn. Tam giác này nếu mà tam giác vuông đúng, mà tam giác tuồng đúng. Tương tự ta có này, B trên sin B bằng 2R, rồi là C trên sin C bằng 2R. Đó, kết quả như vậy. Và từ đó ta sẽ có ba cái tỷ số này. Cái tỷ số A trên sin góc của nó đối diện này bằng sin B trên sin B bằng C trên sin C. Và từ đó ta có kết quả đấy là A trên sin A bằng B trên sin B bằng C trên sin C bằng 2R, với R là bán kính đường tròn nổi ngoài tỉa tam giác. Đó. Thì cái công thức này được gọi là định lý sin trong tam giác. Vậy định lý sin trong tam giác là gì? Là nói cái tỷ số này, này A trên sin A bằng B trên sin B bằng C trên sin C bằng 2R. Đấy, các bạn nhớ như vậy. Nó có một ý nghĩa đó là để tính các cái đại lượng, các cạnh trong tam giác hoặc các góc trong tam giác khi biết một số yếu tố trong tam giác đó các bạn nhé. Đấy, các bạn cần nhớ như vậy. Đấy, các bạn cần nhớ như vậy nhé. Đấy, ok các bạn. Đấy, như vậy là định lý sin tam giác. Các bạn cần nhớ như vậy, cái tỷ số như vậy. Cùng chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở chương trình nhất.